Sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2024, cùng tiếp công dân có lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương. Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân về vấn đề sắp nhập trường chùa cơ sở Nguyễn Duy Thì với trường chùa cơ sở thị trấn Thanh Lãng thành trường chùa cơ sở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn giao Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên giả soát lại toàn bộ các văn bản đã chỉ đạo ban hành về nội dung này. Phòng giáo dục và đào tạo huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên làm việc cụ thể với Ban giám hiệu nhà trường về kế hoạch giảng dạy, điều phối giáo viên, tránh sự xáo trộn giữa hai cơ sở, bảo đảm chất lượng dạy và học của nhà trường. Về đề xuất sửa chữa, nâng cấp trường chua cơ sở, thanh lãng, sở tài chính và các cơ quan liên quan, giả soát, xem xét theo đúng quy định đối với vụ việc của công dân xã tử du huyện Đập thạch phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh vũ việt văn giao chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đập thạch ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của công dân nguyễn văn thành thôn nứa xã tử du về việc thu hồi đất của gia đình để thực hiện dự án đường vành đai đô thị phía tây vĩnh phúc